27 La Mã, 12 bài kệ tham thiền. Tham thiền chẳng huyền bí, tham thiền không học vấn, thể hội tận căn nguyên, học vấn tăng thấy nghe. Ngoài tâm chẳng có pháp, ảnh hưởng không kham truyền. Sao bảo trời ngoài trời, ngộ đến dư là thừa. Tham thiền không nghe nhiều, tham thiền chớ nói rộng. Nghe nhiều thành thiền bình, người nói khách ngoài cửa. Thương thay Quán Thế Âm, nhiều vị bảo đạt thiền. Nghe lại từ tánh mình, chứng rùa thành ba ba. Tham thiền không nên nói, tham thiền tham tự tánh. Lúc nói không chỗ che, nơi nơi thường tùy thuận. Lúc chứng bằng hư không, lại chẳng giả mài dũa. Nói bụi cùng thuyết trần, gốc vốn thường thanh tịnh. Tham thiền như tìm báo, tham thiền pháp thức tu. Lúc vào núi nhà tìm, bảo quyết khỏi sanh tử. Gặp kho hiện trước mặt, tử tế đưa lên xem. Nhất định sẽ liễu đạo, cười ngã lão hàng sơn. Tham thiền phải nghi nhiều, tham thiền không nói thiền. Nghi lớn tuyệt đường rẽ, chỉ mê mới thuyết thiền. Đạp đổ diệu cao phong, tâm này nếu chưa ngộ, thì trời bay đất đổ, phải gấp mau tham thiền. Tham thiền không thân sơ, tham thiền không giai cấp, mới là trân gia bảo, mau siêu lên đất Phật. Mắt tai thân mũi lưỡi, tích trượng vừa đưa lên, diệu dụng thật khó bàn, liền thấy nghĩa đệ nhất. 28 La Mã, bài ca đi đứng nằm ngồi. Đi trên núi đạp nát đảnh đầu mây, hồi quang phản chiếu, đại địa chẳng có tất bụi. Đứng trên núi các đoạn đường sanh tử, trợn mắt mà nhìn, ngàn thánh chẳng thèm ngó. Ngồi trên núi, ngồi nát bộ đoàn, không dạy trẻ con đọa. Nằm trên núi, cởi lừa cởi ngựa qua, ta chủ nhân ông không mộng vẫn sáng soi.